Bài này hướng dẫn các bạn NAT server direct và server web ra ngoài internet, được chưa? NAT theo port, tức là hai cái server này tôi có thể NAT ra cùng một IP cũng được, được chưa? Đây, tôi cùng một IP được. Tức là hai cái IP này 10.1.1.2 ra ngoài vẫn là 23.1.62.1.80. Thằng này ra ngoài là 23.1.62.1.2.1.53. Em hiểu chưa? Từ ngoài vào này 1.80 thì nó sẽ chuyển sang con này và 1.53 sẽ chuyển con DNS. Ok. Em hiểu anh nhỉ? Rồi. NAT static, nếu như mà cái IP đầu nối con này này là 113.171.1.0.30, hai thằng đầu nối nhau thôi. Và từ đây mà muốn từ ngoài này mà muốn vào 23 thì con phải định tuyến tĩnh lên đây. Em hiểu chưa? Định tuyến tĩnh lên đây. Định tuyến tĩnh lên cái pool này để ra cái netcode ở đầu này. Nhớ nhá. Và khi con này tạo bản ghi á, vnet.menu.vn là phải ra cái IP public 23.162.1.2 để từ ngoài nó hỏi là DNS vnet.menu.vn địa chỉ bao nhiêu gì. Thì thằng này trả về là 23.162.1.2.80 đấy. Thì thằng này lại phi 23. Chứ bạn này khai báo DNS là 10.1.1.2 thì khi mà trả về nó sao phi 10.1.1.2 được không? Em hiểu chưa? Tại vì 10.1.1.2 có định tuyến đâu. Em hiểu chưa? Rồi, các bước thực hiện như sau. Trên router cấu hình nhá. Rồi. Ok chưa? Thằng đặt IP tiếp, cứ đặt IP xong nát. Không chia mấy? Không chia không đúng không? Tôi xin một con sắt. Rồi. Ok chưa? Thì bây giờ từ đây tôi sẽ phải định tuyến tĩnh đi cái pool này, em hiểu không? À bây giờ NAT trước. Rồi thiện NAT nhé. IP NAT inside đi. Thuộc đi. Static TCP 80 đúng không? Ra ngoài là 23.162. Còn bao nhiêu? Được chưa? IP NAT inside thuộc static UDP, nhớ nhá, DNS UDP nhá. 10.1.1.3 bọt bao nhiêu? 53. Chung IP được không? Chung bình thường. Được chưa? Sau đó em phải định nghĩa cái cổng nào cổng cổng inside, cổng nào cổng outside. Cổng này phát 0.0 thì inside đi. Đúng không? Thì vào cổng này. Qua cổng này interface phát 0.0. IP gì đánh lệnh gì? Hả? À, interface phát 0.1 đánh lệnh gì? Ok chưa? Rồi, từ đây tôi muốn ra ngoài internet gì? Tôi đẩy default ra được đi. Đúng không? Default ra. Là bao nhiêu? 1.7. À ok. Ok không? Được chưa? Từ con này định tuyến tĩnh như cái pool này được không? Được không? Rồi phải định tuyến tĩnh nhé. Chỗ gì đúng không? 23.162.1.0 đúng không? Trả 24 đi. 1.1 1 đó. Đó sao chưa? Được chưa? À. Vậy từ đây mà muốn đến 23 nó phi đến đây, con này đặt đây đúng không? Rồi con này đặt 13.171 là được không? Bao nhiêu? 1.1 2.2
Internet là bao nhiêu? 10.1, em có đến được 10.1 không? Phải đến cái IP NAT rồi, đúng chưa? Chấm mấy? Chấm 2, đúng không? À, thử luôn. Có bình không? Anh hỏi bây giờ có bình không? Bình không? Bình không? Bình làm sao được? Nên cái NAT port này cực kỳ an toàn hơn nhiều, đúng chưa? Tôi chỉ mở đúng cái port ra ngoài thôi. Rồi vào web không? Vào đâu? Được chưa? Được chưa? Đấy. Show IP NAT. Show IP NAT transition. Đấy. Các phiên kết nối. Protocol UDP này. Inside global tức là địa chỉ nó NAT ở ngoài. Inside local tức là NAT ở bên trong. Địa chỉ bên trong. Đấy. Địa chỉ đây, bên ngoài là 23.162.2.2. Được chưa? Khởi tạo kết nối, bọn nguồn là 1025 tự động sinh ra. Mục đích bọn 53, em hiểu chưa? Đây là phiên kết nối. Đây là bản NAT. Và cái thông tin NAT nó luôn cố định trên bản tuyến này. Luôn cố định, cái dòng này là luôn cố định. Đây bọn 53 đây. Bọn 80 đây. Được chưa? Rồi, các bạn thử thực hành đi.